Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Khẩu vị ngôi sao. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi thực hiện và khung giờ phát sóng quen thuộc của chúng tôi vào lúc 17 giờ 50 phút chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Và hôm nay, Khẩu vị ngôi sao sẽ chào đón một vị nghệ sĩ có giọng hát ngọt ngào như mía lùi. Xin giới thiệu nghệ sĩ Bình Tinh. Em chào chị. Chào em. Trời ơi, dễ thương quá. Hôm nay làm công chúa hay gì mà mặc cái váy trắng xinh vậy? Hôm nay cho chị thùy mị một tí. Tới đây chặt em chi phong. Nào dám. Yeah. Em mời chị về phòng khách của Khẩu vị ngôi sao. Chúng ta trao đổi nhiều hơn nha chị. Dạ rồi, dạ, cảm ơn em. Chị Bình Tinh ơi, chị hãy giúp em order lên giấy hai cái món ăn khoái khẩu nhất mà chị muốn thưởng thức trong chương trình Khẩu vị ngôi sao ngày hôm nay nha. Ghi liền, không cần suy nghĩ. Và bây giờ hãy cùng chào đón hai bạn fan hâm mộ đến đây để nấu cho chị Bình Tinh thưởng thức trong ngày hôm nay. Xin mời bạn Kim Anh và bạn Hải Cơ. Mời hai bạn. Hi. Chào mừng hai bạn đến với chương trình Khẩu vị ngôi sao. Được gặp thần tượng của mình vui không? Dạ vui ạ. Vui thì trước tiên mình giới thiệu một chút về bản thân ha. Em tên là Hải Cơ, năm nay em 20 tuổi. Hiện tại thì em đang học diễn viên tại sân khấu kịch Minh Nhí. Rồi, bây giờ Kim Anh giới thiệu một chút về mình nha. Em tên là Kim Anh, năm nay em 25 tuổi. Hiện em đang bán hàng online. Dạ, và em cũng rất là mê chị Bình Tinh. Tại vì em chưa bao giờ gặp chị ở ngoài hết á. Nhưng mà em coi mấy cái mà chị diễn á, em thích lắm cái sức hút á. Lúc nào em coi là em như hả họng à. Rất là thích luôn. Vì sao một cô gái nhỏ nhắn như vậy đúng không? Dạ. Lại có một cái năng lượng tuyệt vời như vậy. Dạ đúng rồi. Bây giờ chúng ta bắt đầu vào phần 1 của chương trình, đó là phần khám phá khẩu vị ngôi sao. Các bạn lần lượt trả lời các câu hỏi và vượt qua thử thách, giành phần thắng, mở một ô khóa trên này. Những cái từ khóa trên này là những từ khóa liên quan đến nghệ sĩ Bình Tinh. Và nghệ sĩ Bình Tinh sẽ chia sẻ cho chúng ta về những cái sở thích nè, những món mà chị thích ăn, những món chị ghét gì đó, để cho chúng ta có thêm những cái gợi ý để chúng ta nấu ăn cho hợp khẩu vị của chị hơn. Rồi, và bây giờ Hà Thu sẽ đọc câu hỏi đầu tiên. Câu hỏi là món cơm đặc trưng của các dân tộc vùng Tây Bắc và Tây Nguyên là gì? Các bạn có 10 giây để trả lời. 10 giây bắt đầu. 3 2 1. Mời các bạn giơ bảng. Đáp án của hai bạn trùng khớp nhau, đó là cơm lam. Là một đáp án chính xác. Yeah, chúc mừng hai bạn. Chị ơi, chị giúp hai bạn chọn một từ khóa trong ba từ khóa trên nha chị. Rồi, số 3 trước đi. Dạ, xin mời ô khóa số 3. Lần đầu và lần cuối. Lần đầu và lần cuối. Lần đầu của chuyện gì và lần cuối của cái gì vậy chị? Tin là cái người làm ít uống nước dừa. Và lần đầu tiên uống một cái trái dừa chung với một người bạn diễn, thì sau khi về là anh lại bị dạ không biết là cơ địa của anh như thế nào, anh bị giống như là đột quỵ á. Đó là lần đầu và cũng như là lần cuối là Bình Tinh vĩnh viễn không bao giờ đụng đến trái dừa. Vì cái lý do đó cho nên là nước dừa là một món mà chị Bình Tinh không bao giờ uống. Dạ. Ô khóa này chúng ta có thấy một cái huy hiệu thần bếp. Nếu mà ai mà mở được ô khóa này thì sẽ giành quyền trợ giúp từ chị Bình Tinh trong cái phần nấu nướng của mình. Nhưng mà cái ô này là chị Bình Tinh đã giúp hai bạn mở, cho nên là quyền trợ giúp thuộc về MC. Cho nên lát chị giúp MC chụp bức ảnh selfie chị nha. Dạ rồi, bây giờ chúng ta qua câu hỏi số 2 ha. Hai bạn lắng nghe gợi ý nha. Khi còn xanh, ăn em vừa chua vừa chát. Lúc chín rồi, vị ngọt cũng chẳng át nổi chát chua. Em đây chẳng phải loại trái cây vua, chỉ là trái dại không hơn thua với đời. Câu hỏi là em là trái gì? Rồi chị Bình Tinh biết luôn. Cái này biết luôn. Nha, cái này biết nha. 3 nè, 2, 1. Hết giờ, xin mời đứa bạn. Trái khế, còn bên này là chùm ruột. À, chị Bình Tinh nãy hình như em thấy chị biết thì phải. Đó là trái châm. Bây giờ chương trình sẽ cung cấp cho các bạn thêm một chút thông tin về trái trâm nha. Trái trâm còn có tên gọi khác là trâm móc, trâm vối hay là vối rừng. Trái trâm thường kết lại từng chùm, trái to bằng đầu ngón tay, có màu xanh, khi chín vỏ căng bóng và màu tím. Trái trâm có chứa nhiều vitamin, chất sắt và kali, nên có tác dụng hỗ trợ cải thiện huyết sắc tố, ổn định tim mạch. Hai bạn rất là đồng lòng luôn á, trả lời đúng cùng đúng, sai cùng sai. Cho nên là ở câu hỏi này vẫn phải tiếp tục nhờ sự trợ giúp của chị lật mở thêm một ô khóa nữa. Bây giờ thì chị mở tiếp cái ô khóa kế bên. Xin mời từ khóa số 2.
Mang rợ và sung sướng, trời ơi. Nghe cái gì chị thấy mang rợ và cái gì làm cho chị thấy sung sướng? Đó là một cái kỷ niệm mà chị với ba chị, nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long. Dạ. Hào sống mà giống như Bồ Tát á. Nó mới ăn nói thôi ba ơi, con cái gì con không biết thì con không ăn. Đừng cãi ba buồn, bây giờ để ba làm cho. Ba làm con ăn, trời ơi ngon lắm. Bắt đầu anh ấy lấy Bồ Tát rồi mới xào chế ba cái miếng gì không biết. Chuyên nghiệp lắm đó, đó không chị? Bắt đầu lấy cái con hào ra, anh ấy nhúng vào Bồ Tát, anh ấy quấy. Bắt đầu anh ấy cầm lên, con hả họng ra cho ba. Hả họng ra, đút vô một cái cắn. Trời ơi, nước mắt nước mũi ông ơi, tao nói nó chảy tua lưa tèm lem. Tao nít vô con, hít vô. Ôi trời, bắt đầu tận hưởng cái cảm giác sung sướng. Ủa, nó sướng luôn á chị? Dạ, bắt đầu nó qua cái giai đoạn mà Bồ Tát mà nó nồng nó cay đó, là bắt đầu cái cảm giác đã lắm. Một cái kỷ niệm không bao giờ quên được đúng không chị? Giờ bây giờ chúng ta kết thúc hai câu hỏi rồi, sẽ đến với một thử thách cuối cùng. Thử thách của chương trình đưa ra đó là ban tổ chức sẽ chuẩn bị một tô thủy tinh, đập vào đó 10 quả trứng gà, nguyên lòng đỏ và lòng trắng trứng. Hai chai nhựa lớn dùng để tách lòng đỏ, hai bạn sẽ phải mang cặp chân vịt và dùng chai nhựa để bóp tách lòng đỏ trứng gà ra. Đi qua dích dắt, 5 mắc cơ được xếp thẳng hàng và mang đến bỏ cẩn thận vào tô ở mục đích. Trong thời gian tối đa là 1 phút 30 giây, bên nào tách được số lòng đỏ trứng nguyên được nhiều hơn thì sẽ giành chiến thắng và được quyền lật từ khóa. Cố lên nha. Đó, có chị bình tĩnh cổ vũ hai bạn nè. 1 phút 30 giây, bắt đầu. Cố lên. Móc ra. Hay quá. Trời ơi, cố lên. Trời ơi. Đi dứt chắc nha. Trời ơi. Cẩn thận coi chừng nha. Lẹ quá nè. Cố lên. Cẩn thận nè. Phải nguyên nha, phải nguyên lòng đỏ, không được bể lòng đỏ đâu. Đúng rồi. Đây nè, phải nguyên cái lòng đỏ nha. Đó. Rồi phải cố lên, cẩn thận để cái lòng đỏ nó nguyên nha. Tỉnh nha. Đừng để bể nha. Không được bể nha, bể là không có được tính điểm nè. Trời ơi, tài năng quá. Trời ơi. Đó, nhanh mà phải cẩn thận lên, chậm thôi. Đúng rồi. Em đừng lấy tay hứng nha cưng, Móc vô. Rồi. Trời ơi, cái này là móc la chỉ với em ăn được nè Thu ơi. Trời ơi. Nhẹ nhàng. Đó. Trời ơi. Mấy đứa cẩn thận nha, cái răng cưa nó dễ làm bể cái lột cái trứng. Đúng rồi, trứng phải nguyên nha. Cái vỏ đó. Trời ơi. Ráng lên. Cô nàng này rất là thuần thục cái chân vịt này. Lần này là cô ấy có kinh nghiệm rồi đó. Hết 60 giây rồi đó nha. Bây giờ mình chỉ còn 30 giây nữa thôi. Cố lên. Trời ơi. Cẩn thận không được bể. Tại vì bây giờ tỷ số chúng ta đang hòa nè. Phải cẩn thận nè. Quá. Còn 10 giây nữa. 10 giây nữa thôi các em ơi. Bóp vô. Bóp cái chai hút vô. Đúng rồi. Ráng lên. 5. Nhiễu ra. 4. Nhiễu. 3. Ráng lên. 2. 1. Hết giờ. Cái dĩa của Tinh ở đây là được 1, 2, 3, 4. Rất là đẹp. Và bên dĩa của Hà Thu thì cũng có 1, 2, 3, 4 gửi. 2 gửi nữa. Cho nên là phần chiến thắng trong phần thử thách này sẽ thuộc về bạn Thái Cơ. Xin chúc mừng Thái Cơ, có quyền lật mở một ô khóa cuối cùng là ô số 1. Xin mời Thúi và Ghiền. Trời ơi chị, những cái từ khóa của chị thiệt luôn á. Thật sự đối với những người mà thích ăn á, là nó không hề thúi chút nào. Nó rất là thơm, nó rất là ngon. Nhưng mà những người không biết ăn thì nó lại là thúi, đúng không em? Em nghĩ là sầu riêng hả? Chính xác. Rồi, bây giờ là phần chiến thắng thuộc về bạn Hải Cơ. Cho nên là bạn có quyền được lựa chọn một trong hai món ăn mà chị bình tĩnh đã order ở đây. Sushi và cá chép om dưa. Đây, có món nào thuộc sở trường của mình không? Dạ, em chọn món sushi. Quan đó, chọn món sở trường là sushi. Cái chất nha cơ. Dạ. Còn lại món cá chép om dưa là thuộc về Kim Anh. Đồng thời với chiến thắng lật mở một ô khóa thì bạn cũng có quyền được chọn một trong hai gian bếp trái hay gian bếp phải của chúng tôi. Mỗi gian bếp thì có mỗi thử thách và ưu tiên nho nhỏ. Thì bạn chọn gian bếp phải hay gian bếp trái? Dạ, em chọn gian bếp bên đây ạ. Vâng, và bây giờ mời chị Bình Tinh và hai bạn cùng vào gian bếp của Khẩu vị ngôi sao để chúng ta đến với phần 2 của chương trình, đó là chinh phục Khẩu vị ngôi sao.
Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với phần 2 của chương trình mang tên Chinh phục khẩu vị ngôi sao. Và hai bạn fan hâm mộ của chúng ta đã sẵn sàng để nấu các món ăn của mình. Nhưng mà đâu có dễ nấu vậy. Bên này bạn chọn ra bếp phải thì bạn sẽ có thử thách là đi trên cái chân vịt như thế này chị. À. Không có chỉ là chân vịt đâu, phải giữ thăng bằng hai cái ly ở trên chân vịt như thế này. Mà trong cái lúc chị bạn nấu nướng, bạn phải đi rửa, bạn phải đi lấy nguyên liệu này nọ, là bạn cũng phải giữ thăng bằng hai cái ly này. Ôi, lát cũng sẽ có thử thách cho mình nha chị. Chị yên tâm, chị khoan xỉu đã già. Chị có nghe lầm không? Dạ không lầm đâu chị. Chị chỉ được mời đến đây ăn thôi mà. Dạ không, có thử thách nữa mà chúng ta bàn tới thử thách của chị sau. Chị thử thách chị để giúp đỡ các bạn hoàn thành cái phần nấu nướng của mình tốt hơn thôi. Đó, còn bên này gian bếp trái thì sẽ có thử thách là bạn phải đeo một cái găng tay boxing. Đó, có nghĩa là cái tay này khóa lại luôn rồi đó. Nấu một tay thôi. Trời ơi. Đó, cái đó mới là khẩu vị ngôi sao. Xin mời hai bạn bắt đầu thực hiện cái món ăn của mình nha. Và trả lại gian bếp này cho hai bạn được yên tĩnh nấu ăn ha. Vậy mình về phòng khách chị ha. Rồi, có gì cần kêu chị nha, chị chạy qua chị phụ nha. Dạ nha. À, trời đất ơi, có cái đôi gì dễ thương nha. Dạ, mấy đồ trang trí trong nhà á chị. Chị ơi, em bây giờ em cần cá để em chiên á. Dạ, chị giúp em nha. Ngậm một lát chanh, vừa múa vừa hát một bài hát bất kỳ. Dạ, cái mấy cái vật trang trí trong nhà em có tác dụng rồi đó chị. Dạ. Bây giờ nó bắt đầu phát huy tác dụng của nó. Ờ, đất ơi, thì ra giúp là như vậy á hả Thu? Dạ, rồi chị đứng lên đây mình múa cho nó thông hơn nè, em cầm chanh cho chị. Rồi bây giờ ngâm hả cưng? Dạ. Ngon hơn ta. Kim cưng mấy lửa, cánh cơ một lửa. Nhưng hai ơi khó mạnh kỳ quan rồ hò hò. Dạ dạ được rồi chị, trời ơi. Chị ơi, chị tha lỗi cho em nha chị. Chắc chị với em hết thân quá thua. Dạ chị ơi, em biết em sai rồi. Em đừng lại gần chị nữa. Chị ơi. Quá buồn rồi thua. Trời ơi, rồi xong rồi đó em. Chị ơi, chưa kêu chị gì nữa cơ hả? Dạ, bây giờ em phải cần trứng, nhưng mà trên đây nó có một cái thử thách là nghệ sĩ đi cà kheo lon, vượt chướng ngại vật lấy nguyên liệu. Bây giờ chị đang mường tượng được những cái thử thách của MC với của hai đứa dành cho chị rồi. Thôi bây giờ chị xin cáo lỗi là chị không ăn được không? Cho chị đi về đi được không? Chị ơi, bây giờ ráng giúp em nha. Trời ơi, đi qua mấy cái này luôn hả cưng? Dạ. Chị ơi, chị trời ơi. Chị ổn không chị? Dạ chị cũng không ổn cho lắm. Thiếu quá cái giọng chúa của tôi quá nè. Chị sẽ làm hết tất cả vì những đàn em thân yêu. Dạ. Dạ. Không có gì mà mình tin không làm được. Dạ. Chỉ có những cái khó quá mà thôi. Chị ơi, chị ơi. Đứng đây chị nha. À mình đâu có dễ dàng vậy đâu chị. Mình tin không sợ khó mà, cái này mới khó nè. Dạ. Dạ, đây em mời. Em đừng nói chị, làm biểu chị đi lên cái cầu này nha. Dạ không, cái này em không có biểu mà. Chương trình yêu cầu vậy chị. Thôi em giúp chị cái đi. Dạ. Để chị đi lên thôi. Đó, rồi. Rồi, rồi thôi em làm phước giùm chị miếng nữa đi. Dạ, dạ, dạ. Mình đếm xem nó bao nhiêu chị. Trời ơi. Trời ơi, ổn. Dạ. Lấy gì lấy cái thôi nghe cưng. Dạ. Mấy trứng cưng? Dạ, ba trứng. Ờ, nói đúng chính xác giá. Đó. Ba cái trứng đây. Dạ, em cảm ơn chị. Nó sợ thấp lùng gì nữa trời. Chị mới cầm. Dạ chị ơi. Sao nó cứ cầm mấy cái tờ giấy đó hoài, mỗi lần nó cầm là tôi bị hoang mang mà nó cứ cầm. Tại hoài. Vì là thỏa theo yêu cầu của chị đó, nãy chị muốn giúp các bạn quá mà chị say mê quá cho nên mấy bạn làm cho chị vui lòng thôi đó. Còn cái gì nữa em? Dạ chị ơi, bây giờ em chiên cá em cần dầu ăn nên mấy đứa chị... cho chị nghỉ luôn hả mấy đứa? Em có thấy chị đáng thương không? em thương chị lắm chị ơi. Ôi đau lòng đứt từng đoán ruột. Em sẽ cố gắng nấu thật ngon cho chị ăn. Dạ, chị giúp em là dùng cước cắt quả dưa leo thành 4 phần bằng nhau. Cái này cũng đỡ tốn sức hơn đi cà kheo đúng không chị? Cộng dây cước. Ôi, cộng dây cước ác độc lắm thay. Nghĩ làm sao mà cắt được trái dưa leo. Cắt chừng nào nó đứt đây. 4 phần bằng nhau nha chị. Ừ, vậy đi. Một phần. Đó, đó rồi, hai rồi. Phần. Một, hai, ra. Đó, rồi, xong. Một cọng dây cước thấm đầy máu đỏ. Trời ơi, không, chị, cái này là neo của chị. Dạ, chị lộn rồi. Ờ, chị lộn.
chị ơi. Hả? Nữa chị ơi nữa. Trải nghiệm thêm một lần nữa nha chị. Bây giờ là em còn rong biển. Thử thách là nghệ sĩ đội nón có sợi dây cột trái banh tennis treo trên mũi nón, dùng lực làm đông đưa quả banh để ngã được hàng 10 chai nước thì hoàn thành thử thách. Dạ, dạ thưa chị bình tĩnh, chị đội cái nón này rất hợp và đẹp trai nha chị. Để em dít cái nón lại cho nó chắc nè. Dít vô chị nha. Rồi. Lát hồi chị xử. Giờ mình ăn gian chút coi chị, không cho nhưng mình ăn gian. Đó nè. Dạ dạ, mặt em chị nữa, cái này là mặt em chứ không phải là chai nước vậy. Cá thù. Dạ. Cá thù. Chị ơi, cái này là thử thách từ chân chứ không phải là từ em. Quá đau khổ rồi. Tiêu diệt tất cả. Còn một cái. Rồi. Em tránh ra đi, em tránh ra đi. Em tránh ra đi. Em tưởng là chị tiêu diệt Hà Thu chứ chị. Cuối cùng tuyệt chị đã vời làm. Quá, chúc mừng chị. Chị đã làm được tất cả những gì dạ. Chị mong muốn. Không có gì chị không làm được. Không gì chị không làm được. Thôi xong thử thách rồi em mời chị ra ngoài mình thở oxy luôn nha chị. Dạ. Làm bây giờ mình đi ha cưng. Dạ mình đi thở oxy chị. Cảm ơn hai đứa dạ. Nha cưng. Dạ rồi em cảm ơn chị. Quý vị, sau một thời gian hành hạ người chị của tôi thì đây cũng có thành quả rồi chị. Dạ. Đây, hấp dẫn không chị? Sau những cái giai đoạn mà làm việc cực nhọc, bây giờ mình đã được đến thời gian bù đắp. Đói đúng không? Đói, vô ăn vô mới đã nè. Rồi bây giờ hai món này thì chị muốn thưởng thức món nào trước hả chị? Cho chị thưởng thức sushi nha. Trước tiên thì cho em nói trước là có thể cái món sushi này không phải là cái món sushi của chị của Út thích. Nhưng mà em muốn làm món này vì để có đầy đủ các chất, rau củ với lại là nó cuộn lại thì giống như là tình cảm của em dành cho Út vậy á. Rồi bây giờ mình thử món này trước chị. Rồi bây giờ chị thử nha. Dạ. Chị xin phép Thu, xin phép hai em dạ, nha. Dạ em mời chị. Đây một đây, cái có nước chấm cơm nữa chị. Cuộn nghĩa tình. Chấm một cái. Tưởng là cơm cuộn thử thách. Thôi đừng thử thách gì nữa. Ú cha, nó đã. Hồi hộp quá ha. Ăn mà mình đau tim luôn á. Ngon. Ngon. Trời ơi, ngon mà căng vậy đó. Rất là ngon. Thật sự. Dạ. Bây giờ thì bắt đầu Tinh sẽ thử qua tới cái món này nha. Trước khi mà mình thử qua món này thì mình thử miếng nước. Chị cứ thưởng thức trước đi. Hai đứa này mày muốn mà lấy chồng chồng cưng lắm. Tôi nói thiệt. Yeah. Nấu ăn quá trời ngon. Bây giờ bắt đầu thưởng thức nè. Không ấy chứ nãy mình cũng phụ giúp thử thách nhiều lắm á. Mấy cái bóng nó cũng định quất vô mặt em đó chị. Rồi nãy chị đi cà kheo á. Trời ơi em cũng nặng lắm chứ bộ. Chị đâu có bao giờ quên Thu đâu. Sẽ không dạ, bao giờ quên. Cá ngon bây giờ quá. Thu ăn với chị một miếng đi. Dạ thôi chị ăn Thu đi. Ăn với chị một miếng đi Thu dạ, cảm nhận. Dạ ngon quá thôi, Thu ơi. Dạ đây, thôi. Thu nhìn lại Thu. Thôi à, chị không mời nữa hả? Chấm vô. Dạ thôi để em tự lấy. Dạ là... ngon lắm. Rất là ngon. Cảm giác rất là rất là tình nghĩa. Đó, bây giờ Thu thông tin chị, Thu ăn thử một miếng với chị đi Thu. Dạ, lần này chị đút thiệt. Thiệt không? Thề không gian thiệt dối. Thiệt không? Chị thật. Trời rung quá mọi người. Ăn mà em rung. Bây giờ sau khi thưởng thức hai món ăn thì chị cảm nhận như thế nào về cả hai món? Và có món nào làm chị yêu thích hơn hay không? Mỗi món đều có cái ngon riêng. Bây giờ nếu mà thật sự mà nói cân bằng hơn á thì là cái sushi á nó ok hơn. Vậy là món cơm cuộn yêu thương đem lại một chút may mắn cho bạn để bạn giành chiến thắng trong ngày hôm nay. Xin chúc mừng bạn.
Dạ vâng, thưa chị, đây là phần thưởng dành cho cô gái đáng yêu hâm mộ chị. Đó, mời chị trao giải thưởng cho bạn ấy. Rồi, cho chị trao cho Hải Cơ. À, em cảm ơn rất nhiều ạ. À, còn Kim Anh, là mình phải vừa đeo găng tay boxing vừa nấu ăn mà thua, có giận không? Dạ, thật ra hôm nay em đến chương trình á là thật sự em rất là vui rồi, tại vì em vui thiệt không? Dạ, em rất là muốn gặp chị Bình Tinh mà em cũng thích chị nữa, nên là em rất là cảm ơn chương trình. Cảm ơn một kỷ niệm đẹp của mình đúng không? Dạ, được đúng rồi. Gặp thần tượng và nấu cho thần tượng ăn. Dạ. Cảm ơn chị Bình Tinh đã mang đến cái sự duyên dáng và đặc biệt là nụ cười cho chương trình của chúng em trong ngày hôm nay. Chương trình của chúng tôi do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi thực hiện và được phát sóng vào khung giờ quen thuộc 17:50 Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.